hôm nay mình sẽ đem đến cho bạn một video clip mà trong video clip đó mình sẽ cầm hai khẩu súng. Thì nếu mà anh em nhìn tiêu đề thì cũng đã biết rồi, video clip hôm nay là nói về khẩu súng AK Silver và AK Gold. Đấy thì một trận đấu mình sẽ cầm AK Gold đầu tiên. Sau đó trận tiếp theo thì mình sẽ cầm khẩu súng AK Silver để anh em thấy được sự khác biệt giữa hai khẩu súng AK này. Rồi tuyệt vời. Thì map đầu tiên mình tham gia ở cái chế độ đấu sinh tử. Map trạng tiếp tế hay trạng không gian đấy mình không nhớ đâu. Nói chung là map này rất là khốn nạn. Đây là map của Đan Minh Găng. Không biết là mình có thể được cụ rùa hiển linh trong cái tình huống này không. Như vậy là một tình huống là đội bạn đã núp rồi. Thì mình cứ yên tâm chắc cú núp ở trong đây chờ đối thủ đi xa. Và mình sẽ như vậy chị nở chỉ còn 2cc rồi. Vâng, các bạn có thể thấy là cái nhân vật rất là sexy, mặc áo sườn xám nhìn trông rất là quyến rũ. Phải nói là mỗi lần mà mình hy sinh trước đồng đội của mình ấy, thì mình thường hay xoay những cái nhân vật như thế này, nhìn trông rất là sexy anh em ạ. Sườn xám lại kết hợp với cả quần tất nhìn trông rất là, phải nói là ngợt đấy. Rồi, như vậy là chỉ còn tin nở thôi. Với 2cc thì không biết là bạn ấy có thể tỏa sáng hay không. Vâng, rất là đen. Nhưng mà thanh niên gầy, anh ta đã sử dụng Storm 7 và một lượt nhảy ra thôi cũng khiến cho thịt nở lên bảng đếm số rồi. Ui dồi, bom. Ui dồi, bom. Đây này, đây mới là có bom này. Rồi, không có ai đứng ở kia rìa rìa đấy nhỉ. Mình rất thích tống bom ở khu vực đấy anh em ạ. Tống bom khu vực đấy là rất dễ ăn được mẹ. Quyết định mạnh. Rồi như vậy là team bên kia họ vừa thủ họ vừa đục ra. Động phộng đen thế nhỉ. Thế là mình đứng đây mình cứ thấy đường đạn nó tiết tiết tiêu người mình. Mấy thanh niên tiếp tục à. Động phộng anh em vào đây anh em. Vào đây. Cầm gắt linh găng này. Anh em thấy là cái khẩu súng gắt linh găng ở cái map này rất là bá đạo luôn anh em ạ. Động phộng mù cũng giết người. Mà đây rồi mình nhìn thấy mờ anh em ạ. Thôi bình tĩnh thay đạn xong ạ. Thôi rồi chưa hợi. Mình biết ngay mà tình huống chưa hồi tâm. Rồi như vậy là hai trận thua rồi. Phỏng thế này thì còn so sánh cái gì đây. So sánh xem là súng nào cùi hơn à. À cố lên. Úi trời ơi mất máu rồi. Vào luôn. Rồi vào luôn. Đục luôn. Đây là chỗ đục quen thuộc. Khẩu này sao đục chán thế này nhỉ. Đây rồi. Ngon. Ủa. Đấy là lý do tại sao mà mình chơi game tập kích này mình rất là khoái mua băng đạn. Mình bắn rất là tốn đạn. Như vậy là kim được thanh niên Mr. Bean rồi. Nào, quá ngon. Kim được luôn cả thanh niên ép thánh. Cái góc đấy đục rất là thích các bạn ạ. Các bạn cứ đục không nhảy lên ấy. Mặc dù là đối phương thì cũng đục trúng được mình thôi. Nhưng mà mình nhảy lên thì cái lượng sát thương vào người nó đỡ. Và khi mà team địch tập trung quá đông ở chỗ đấy thì mình đục ra thì tỷ lệ thành công rất là cao. Kể cả là khi mình chết rồi mình vẫn khiến cho đồng đội có những được cái mạng rất là dễ dàng. Khi mà mình đã đục rất là nhiều máu của đối phương rồi. Team bạn thủ chắc quá. À đây rồi, đây rồi. Ôi giời, chưa kịp hút mạng. Úi giời ơi, ngon. Rất là nhiều người đã nhận ra mình trong cái trận đấu này. Thì mong các bạn thông cảm, mình đang quay video clip cho anh Tấn bảo anh em bỏ sinh ra thì mình có thể ăn đâu. Rồi mình chào tất cả anh em thì... chào tất cả anh em thì mong anh em nếu mà gặp mình của trận đấu ngày hôm qua thì mong anh em ấy sẽ hết sức là thông cảm cho mình. Bởi mình khá là tập trung bắn đấy, đang quay video clip, mình cũng không muốn comment nhiều. Dễ lắm đó mình nhỏ. Đâu rồi? Đứng đây được luôn anh em ơi. Đứng đây được luôn. Rồi chỉ có một thanh niên nội ra đi hả. Rồi tuyệt vời. Như vậy là thanh niên giáp cũng đã kill được mạng của gầy rồi. Trời ơi các bạn ấy xuyên giáp thì làm sao mình bảo được bây giờ. Mình cũng chịu thua thôi. Chắc là tại lần trước là bạn là thị nở bạn bị thanh niên gầy bắn cái khẩu lục Storm bị mạnh vừa được mạng xong đã nằm xuống rồi. Thanh niên gầy thì ghê thật. Thì anh em bắn đi rồi. Anh em ngồi chát thì lại chát làm cái gì. Anh em bắn đi em nào.
Clan thì các bạn cứ đổi avatar, sau đó là xin vào Clan thì mình sẽ xem xét và duyệt nhé. Cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ mình, cũng như là luôn luôn theo dõi cái kênh Happy Cream của mình. Mình rất là vui khi được rất là nhiều anh em quan tâm ủng hộ. Là xong đấy. Ra đây làm gì? Ủa, không, vừa nhảy ra đã hết gần hết máu rồi. Úi giời ơi, còn như vậy còn 50 máu rồi. Đậu phộng ghê gớm thế. Ra bắn đi Pally, đừng chát nữa. What the fuck? Holy shit. Trời ơi, tinh đang ngon, tự nhiên mấy ông kia cứ Ngon. Cái đậu phộng bị phát hiện rồi. Nào xong đây anh em ơi. Tấm cái quả bom ngủ này. Đấy, tấm ngủ là không xong đáng xong đây rồi. Tấm cái quả bom nổ này. Bay. Vâng, như vậy mất máu rồi. Giết luôn. Kim hết. Không phải xoắn anh em ơi. Lên sao phải xoắn. Nào lên 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 lên. Let go, let go. Holy shit. Úi giời ơi, các bạn thấy chưa? Úi rùa mà đã hiển linh. Để các bạn. Làm bà. What the fuck. Cố lên người anh em tôi. Tôi không muốn thua ở trận đầu tiên đâu. Rồi, mình sẽ đâu ở đây. Bây giờ ra cũng chết. Cho nên là tốt nhất là không tàn. Anh em lùi về. Để tôi đứng ở đây thôi. Lùi về, trời ơi. Ôi trời ơi, đừng. Holy shit. Nào, một người, hai người. Giết luôn. Rồi quá ngon và thơm. Ô vẫn chưa nhận ra. Ô ông kia lại tưởng là ở móc ở nhà. Ngon. Giết luôn. Vâng, tuyệt vời. 4 combo một tình huống gọi là nghệ thuật lén lút anh em ạ. Lén lút thành công rồi. Tuyệt vời quá. Vâng, như vậy là trận đấu này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Quăng quả bom này. Nào có thanh niên là đớt bom mà không có thanh niên là đớt bom. Đâu. Ui đau ấy. Ngon quá, như vậy là đồng đội của mình đã kill được hai mạng của bên liên minh rồi. Quá tuyệt vời. Ui. Hay quá các bạn ơi, lật kèo rồi. Tuyệt vời, team mình đang thi đấu với tinh thần rất là quả cảm. Nào, cút ra. Vâng, tuyệt vời quá, quá hay và quá nguy hiểm. Nào tiếp tục nào, đây sẽ là trận đấu chung kết đây. Mong rằng team mình sẽ chiến thắng. Ôi giời ơi. Lại rơi hai quả bom rồi. Nghẹn thế không biết nữa. Đứng đây mà cũng chết được. Đấy thì nói qua một chút là so sánh về ngoại hình thì mình thấy là kể cả khẩu AK Gold và AK Silver thì nó đều có cái vẻ đẹp cuốn hút người sử dụng rồi. Thì chỉ khác là bạn nào thích dòng súng Silver, còn bạn nào thích dòng súng Gold mà thôi. Theo như mình thấy thì mình thích cái mẫu súng Silver. Đấy là một cái khẩu súng mà mình đã từng tâm sự với bạn trong các video clip mình làm, cũng như là những cái lần mà mình chơi game đột kích thì mình đã tâm sự là trước giờ mình rất thích bắn AK Silver rồi. Nó có lẽ là tượng đài về khẩu súng AK Silver sẽ không bao giờ bị đổ. Đây rồi, rồi tuyệt vời. Hết tốt là dành cho thanh niên F Thánh. Và trận đấu đầu tiên là trận đấu mà team bên phía quân lại chiến thắng rồi. Mặc dù bên liên minh họ có một cái lối thi đấu rất là bộc trộm. Họ thay đổi liên tục, mình không thể nào ngờ được. Ok, thì đến với trận đấu thứ hai này thì mình sẽ cầm khẩu súng, đó là khẩu súng AK Silver hay là khẩu súng AK Platinum đấy. Mọi người vẫn thường ví đây là con quái vật của dòng súng AK rồi. Đấy, anh em có thể thấy là cái ngoại hình của khẩu súng AK Silver này khá là đẹp. Rồi chúng ta lại cùng đến tiếp tục với cái map cũ và cũng ở cái chế độ sinh tử luôn. Một cái trận đấu sinh tử giống như trận đấu vừa rồi thì sẽ
khiến cho anh em thấy được cái uy lực thật sự của khẩu súng này. Vâng, cái xạ tốc của nó thì mình có thể thấy là nó bắn hơn khẩu AK Gold rất là nhiều. Ui dồi, ui trời ơi, double kill. Một tình huống đục double kill anh em ạ. Rồi, nằm xuống đi, ba mạng rồi, tuyệt vời. Mình sẽ tiếp tục đục. Ôi trời ơi, không biết à? Không biết là tôi đang đứng đây hả ông ơi? Còn 12 viên, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Bình tĩnh như lúc chia quà. Nhảy, nhảy nhót đi đâu. Quá ngon và quá thơm. Vâng, như vậy là mình lại được tất cả những người anh em phát hiện ra rồi. FC Mister cái gì thế kia. Ủa, cái đậu phộng. Rồi như vậy là team bạn đã ùa ra tấn công rồi. Không để cho mình ép nữa. Bây giờ team bạn đã ùa ra tấn công. Mình sẽ nói là mình đang làm clip để cho anh em đỡ thắc mắc, cũng như là bắn sẽ sung hơn. Cái động phộng lại không được à. Đù, thanh niên kia kêu là bây giờ thế thì bắn khóc này. FC Mister PMF à. Nào cố lên, thành viên cuối cùng của team với tôi PIU. Quẩy đi bạn ơi. Trời ơi, bắn mạnh mẽ lên. Lao thẳng lên và bắn, không phải xoắn. Thế giới này cứ để Tuấn HC. Tôi chỉ cần phụ lùa Hiển Linh thôi thì tôi cân cả thế giới luôn. Và hôm nay thì tôi cảm giác là phụ lùa đang ở bên cạnh mình rồi. Có thanh niên đang kêu Tuấn HC fake gì đó. Nào, con bom đệ. What the fuck, thanh niên kia biết gì vậy? HC Tuấn tuổi L. Phải thằng đái. Lại thì tuổi L này. Cái mồm không biết lỡ mình. Cái mồm, úi trời ơi, quá ngon. Như vậy là lại được được thanh niên Les. Ơ sao? Kệ bạn ấy, mình không quan tâm mấy cái lời comment vớ vẩn đấy làm gì cả. Nãy có bạn kia hỏi clip à Tuấn. Thì mình đang làm clip đây, nếu mà bạn xem mình cũng vừa nói với anh em rồi mà. Nào, tục tiếp. Nào. Tục này. Nào anh em vào đi, tôi đục kiểm trợ cho. Nói thật đấy anh em là một người đục một bộ, rồi bốn người bầu vào bắn ấy thì trận đấu đấy kết thúc sớm rồi. Và như vậy là 4 trận thắng rồi. Liệu bên liên minh họ có thể giành. Vừa ra còn một máu động phộng. Quá đen, nhọ hơn cả cún. Nhọ hơn chó thui. Nào, lao lên đi. Này, ui trời ơi, anh em có thể thấy. Vâng, một tình huống phải nói là quá rùa. Cú rùa Hiển Linh chắc chắn là trong cái pha bán đấy rồi. Đục vớ vẩn, vừa đục vừa nhảy mà lại có một tình huống đục headshot. Nói thật với anh em, mình mà là thanh niên bị đục headshot đấy mình sẽ chửi ngay. Chắc chắn là trong pha đấy là pha hack rồi, chứ không thể nào mà một người bình thường có thể có một pha bắn quá là điêu luyện như vậy. Adu vâng, báo thù ngay lập tức là dành cho thanh niên Led. Thanh niên đi vào thẳng vào đường đạn mình đang đục. Nhảy nhót nhiều này. Vâng, như vậy là anh em có thể thấy sức mạnh của khẩu súng AK Silver so với khẩu súng AK Gold thì sức mạnh của khẩu súng AK Silver này có một chút nhỉnh. Còn đấy là nhận xét của riêng mình. Còn các bạn nghĩ sao về sức mạnh của hai khẩu súng này thì mời comment ở phía dưới video cho mình biết là ý kiến của các bạn về sức mạnh so sánh giữa hai khẩu súng AK Gold và AK Silver. Và nếu anh em thích thì đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ mình làm những video tiếp theo về những cái trận đấu rank mà mình sẽ cầm hai cái khẩu súng la lá nhau trong cùng một trận đấu. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của Tuấn HC. Và tạm biệt, bye bye, chúc anh em ngủ ngon, bye bye. Bây giờ cũng khá là muộn rồi, mình sẽ đấu thêm vài trận rank nữa và đi ngủ rồi, bye bye.